Thưa quý vị, thấu hiểu sự khó khăn của người lao động tự do, người có hoàn cảnh đặc biệt, các em sinh viên trên địa bàn của Hà Nội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thời gian qua, chương trình Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình do Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Hà Nội hàng ngày đã mang những suất ăn nghĩa tình đến với từng người để phần nào giúp họ vơi bớt đi sự vất vả trong cuộc sống. Với một suất cơm mà có thể nói là đầy đủ. Vừa qua, chương trình livestream xem nấu ăn để có thêm nhiều suất ăn do Thành đoàn Hà Nội thực hiện cùng với sự dẫn dắt của nghệ sĩ Xuân Bắc đã đưa khán giả mạng xã hội theo dõi từng công đoạn để làm nên những bữa cơm từ thiện trong chương trình Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình. Kết thúc livestream đã có hơn 1.000 lượt chia sẻ, tương đương với gần đó suất cơm được ủng hộ để tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Thị Xuê sinh sống bằng nghề lượm ve chai. Dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống của gia đình bà lâm vào cảnh túng quẫn. Được nhận những suất cơm này đã giúp gia đình bà có được một bữa ăn cải thiện sau những ngày phải ăn mì tôm sống qua bữa. Từ hôm nọ đến cho gia đình nhà tôi gạo, mấy cả 300, mấy lần gạo đấy, mấy cả cơm. Các cô chiều lạc mang cho một suất cơm để bà cháu tôi ăn. Tôi chả biết nói ơn gì, xin cảm ơn ở trên quan tâm cho bà cháu tôi. Chương trình Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình đã được triển khai qua hai giai đoạn, với gần 70.000 suất ăn đã được gửi tới những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách. Bước sang giai đoạn 3 với tên gọi Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình, tấm lòng doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Chương trình mong muốn kêu gọi được thêm nhiều suất ăn để tiếp tục giúp đỡ những người dân khó khăn trong và sau giãn cách xã hội một tuần. Qua chương trình này thì cũng đã làm cái cầu nối để phát huy được Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, đồng thời là đưa cái tấm lòng của những doanh nhân trẻ Hà Nội để đóng góp cho Hà Nội cũng như là đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là trong cái thời gian mà chúng ta cần phải chia sẻ cũng như là cộng đồng trách nhiệm với nhau. Thì thực sự là hội rất là mong muốn muốn lan tỏa cái giá trị nhân văn, rồi thúc đẩy cái tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa cái tinh thần đấy đến đông đảo cộng đồng doanh nhân cả nước. Một niềm vui nhỏ nhoi ánh lên trong mắt những người nghèo, những hoàn cảnh neo đơn khi nhận được từng suất cơm đầy đủ dinh dưỡng. Tối nay họ sẽ có một bữa no. Những điều nhỏ bé như vậy thôi cũng tiếp thêm động lực để những người thực hiện chương trình Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình nỗ lực hơn nữa để có thêm nhiều suất ăn trong thời gian tới, để những người nghèo yên tâm vượt qua giai đoạn khó khăn này.